Wow, ai đây? Thật là quý quá quá đi. Chúng ta có thể gặp được nữ thần ngay trước mặt nè. Hôm nay cô quá thân thành dạng gì vậy nữ thần? Nữ thần Dunga hay nữ thần Kali? Anh trai, anh có nhớ là chúng ta đã từng cùng nhau đến đây trước kỳ thi không? Và ngày xưa anh đã từng chọn em giúp anh rung chuông. Và hôm nay em gái anh lại đến để tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh đó. Ồ, nếu ai muốn học cách phủ đường lên mọi thứ, họ nên học hỏi từ em đó. Mau nói đi, em muốn gì hả? Em muốn giải quyết trường hợp này hay em muốn anh phải nói chuyện với Rivi Enterprise lần nữa hả? Không đâu anh à. Nhân dịp tốt lành này, em không muốn nói về vụ án. Anh ơi, em nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của anh em với nhau rồi. Chúng ta cần thực hiện một số nghi lễ cùng nhau, được không hả anh? Anh đã luôn muốn chúng ta sống cùng nhau sanh chi, nhưng cha chúng ta đã khiến chúng ta xa cách. Ông chia đất ra làm hai phần và trao cho em mọi quyền quản lý. Đó là lý do tại sao mà anh không muốn sống cùng nhau, vì nó chẳng có lợi gì cho anh cả. Và sống cùng nhà cũng không hợp với anh đâu em gái. Rachi chuẩn bị kết hôn rồi đó anh ơi. Em đã mang theo một ít đồ ngọt đến đây. Các nghi lễ sẽ thực sự bắt đầu sớm thôi. Cả hai người đều phải đến. Anh ơi, anh sẽ phải đón Rachi và băng qua ngưỡng cửa để tiễn em ấy đi. Gì chứ? Khi nói về các chi phí thì em lại gọi anh là anh trai. Còn khi anh đề cập đến vấn đề kinh doanh, em lại gây gắt với anh. Sanchi, em có thấy mình khôn quá không hả? Không đâu anh ơi, em không đến để nói về chi phí. Phần chi phí đó em lo xong rồi. Em chỉ muốn đến mời anh đến dự với tư cách anh lớn thôi. Em đến mời tụi anh như đi mời khách vậy sao? Nếu em thật sự xem anh như là người trong nhà thì tại sao vợ chồng anh lại biết đến chuyện này sau cả những người dân chứ? Cả thành phố này ai cũng biết rằng Rachi sắp kết hôn, và bây giờ em mới đến đây mời tụi anh. Sanchi, nếu có ai muốn học cách đối xử thảo mai thì họ nên học hỏi ở em. Nếu như em coi anh là người nhà của em thì anh phải là người phân phối hộp kẹo cho mọi người thay vì nhận nó chứ. Anh luôn bị xúc phạm như vậy sao? Chúng ta đang ở trong đền thờ, và đây cũng là một chuyện tốt mà anh. Anh không nên nói chuyện như vậy đâu. Được rồi, chúng ta có một mối quan hệ phải không? Anh sẽ hoàn thành nó. Anh chắc chắn sẽ đến dự đám cưới. Cảm ơn anh. Vậy em về nhé. Dù sao thì em cũng cần đến tiền mà, đúng không? Anh đề nghị em xem xét lại chuyện bán đất. Em chắc chắn là đang cần tiền để lo cho đám cưới này mà Sanchi. Em không cần phải bán đất đâu anh trai à. Số tiền cần dùng cho đám cưới em đã lo đủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lời chúc của người lớn tuổi thôi. Sanchi, nếu em cần bất cứ điều gì đừng ngại nói với chị nha. Đúng, nếu em cần bất cứ điều gì nhất định phải nói với cô ấy. Bà cô ấy giàu có quá mà. Nhưng ông ấy chưa từng một lần đưa tiền cho anh. Biết đâu được em lại trúng độc đắc thì sao? Chỉ cần tình yêu thương của chị ấy đã là món quà vô giá nhất rồi à. Em xin phép đi trước nha. Hãy nhận các lễ vật. Dân à, chăm sóc bản thân nha. Chị chắc chắn phải đến đó nha. Phiên điều trần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày thứ ba. Cảm ơn thần linh. Ông gà, nếu như sớm hơn thì nó sẽ là một rắc rối lớn đối với tôi đó. Đám cưới cũng sẽ được thực hiện sau đó, và tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu ông cần bất cứ điều gì hãy gọi cho tôi, đừng ngần ngại, được chứ? Được rồi Sanchi.
San Chi, cô định đi đâu đó à? Sao vậy? Có chuyện gì sao? À, thực ra thì là... Là gì? Tôi muốn nói về một chuyện rất quan trọng với cô. Được rồi, tôi đang định về nhà đây. Tôi cũng định về nhà luôn nè. Vậy thì hãy nói chuyện trên đường về nhà đi. Vâng, ok, ok. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy cậu nói có chuyện cần nói với tôi, mà bây giờ im lặng là sao? Không, tôi không im lặng. Công việc thế nào rồi, San Chi? Ổn. Có một chút căng thẳng liên quan đến vụ kiện tụng. Bây giờ nếu đám cưới của Praji diễn ra tốt đẹp, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy. Phải chi bà nội với bà ngoại cũng nói như vậy ha? Ý cậu là sao? Ý tôi là sau đám cưới cô sẽ phải lo lắng về vụ án, rồi hai bà sẽ phải lo lắng về những thứ khác nữa. Không thể có được cuộc sống êm đềm những ngày này đâu. Ý cậu nói lo lắng chuyện khác nghĩa là gì? Hai bà ấy lo lắng về điều gì chứ? À, ý cậu đang nói về vụ án phải không? Đúng. Hai bà sẽ càng lo lắng hơn về vụ kiện tụng đó. Cũng như gì? Tất cả những điều tốt nhất cho cô. Tôi hiểu rồi. Bà đã nhờ cậu đến đây để nói chuyện với tôi về nó, phải không? Divya, làm ơn. Làm ơn đi, tôi không có gì để nói về nó cả. Được, vậy thì đừng nói mà gặp trực tiếp đi. Gặp sao? Nhưng mà gặp ai? Có một anh chàng. À, không phải anh chàng. Là một người 45 tuổi rồi. Ý tôi là anh ấy là một người đàn ông. Anh ấy là cậu của Sunil. Anh ấy đã ổn định cuộc sống. Anh ấy là một doanh nhân. Ai biết được anh ấy sẽ như thế nào? Chắc anh ta bị hói, hoặc là có chiếc bụng phệ. Nhưng mà cô chỉ cần đưa ra quyết định là được mà. Vậy hãy gặp anh ấy một lần nhé. Tôi nghe nói anh ấy là một người vui tính. Anh ấy sẽ liên tục nói đùa và cô chắc sẽ cười suốt ngày đó. Cô sẽ luôn luôn vui vẻ. Cậu đến để thuyết phục tôi gặp anh ấy hay làm tôi nản lòng vậy? Không, cô nên đi gặp anh ấy đi. Cậu đang rất mâu thuẫn đó. Bản thân cậu đang bối rối và làm tôi bối rối theo luôn. San Chi, làm ơn gặp ông chú đó đi. Ý tôi là làm ơn gặp người đàn ông đó đi. Xong chưa? Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi và tôi đã từ chối. Kết thúc câu chuyện. Nhưng mà Divi, tôi không muốn gặp ai cả. Làm ơn hiểu giùm đi. Nhưng tôi sẽ nói gì với hai bà đây? Tôi sẽ nói chuyện với họ, được chứ? Isachi à, Divi, ý tưởng của cậu tệ đến mức nó đang hủy hoại cả một ngày thời tiết đẹp luôn đó. Nhìn đi, mày đen đang tụ lại đầy trời rồi kìa. Đưa nó cho tôi. Sanchi, điều gì xảy ra với tôi mỗi khi tôi gặp cô vậy? Tại sao tôi cứ nghĩ một đằng lại nói một nẻo chứ? Vậy ra sự thật chính là gì, Sanchi, mà cậu đang trốn tránh cái tôi của chính mình sao? Hello? Xin chào. Dân, ông Arthur, sao vậy hả? Cái gì? Không, tôi sẽ kiểm tra rồi báo cho ông biết. Nếu có chuyện gì cần kiểm tra thì để sau đi con à. Trước tiên hãy uống chút trà, bà sẽ pha trà cho con nha. Đây là một cuộc gọi rất quan trọng bà ơi. Chỉ 2 phút thôi. Pha cho cậu ấy một ít trà đi ạ. Cậu ấy đã hành động rất kỳ lạ đó. Hãy nghỉ ngơi một chút. Ông Arthur, tôi đang nói với ông rằng có chuyện gì vậy hả con trai? Con đã nói chuyện với San Chi chưa? Con bé có đồng ý không? Làm sao để nói với bà đây bà ơi? Con thậm chí còn không nói chuyện tử tế với cô ấy. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy là biết con bé chưa đồng ý rồi. Phải không? Con sẽ cố gắng thuyết phục tiếp. Cô ấy không đồng ý dễ dàng như vậy đâu. Vishwas, từ trước đến giờ chưa bao giờ mình thất bại trong việc thuyết phục ai đó về điều gì. Nhưng những câu hỏi này của cậu thật khó nghĩ đó.
Ừ, Muda, tôi đang kiểm tra chúng ngay bây giờ. Giúp tôi việc này, nhờ ở đó từ văn phòng đến đây chờ ngày mai. Tôi sẽ đưa tài liệu cho người đó. Và tôi sẽ không đến văn phòng vài ngày tới. Xử lý mọi thứ nha. Được rồi, cảm ơn. Điện thoại là để điều hành doanh nghiệp từ nhà, phải không? Chúng ta sẽ phải giấu điện thoại của con bé đi thôi. Giấu điện thoại của Prachi đi ạ. Chị ấy lúc nào cũng kè kè theo cái điện thoại. Chuyện gì vậy Adu? Em cứ chọc ngoáy chị hoài vậy. Em đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đó. Để em kể cho chị nghe. Chị ơi, chị có biết không, em ấy đã xem đá banh suốt cả đêm luôn đó. Không phải đâu, chị ấy nói dối đó. Nhưng mà chị Prachi, sau khi chị kết hôn, em có thể giữ điện thoại của chị phải không? Người mà chị suốt ngày nói chuyện qua điện thoại, anh ấy sẽ sống cùng chị mà. Chị em có thể giữ điện thoại của chị phải không? Adu, chị cảnh cáo em nha, đừng hòng chạm vào điện thoại của chị. Em cứ chạm vào nè. Chị đánh cho em chừa luôn. Đưa cho chị điện thoại đi. Mấy ngày nữa con bé rời khỏi đây rồi. Sao con cứ chọc tức nó hoài vậy? Chúng làm gì vậy chứ? Lạ lùng. Suman, sao vậy chị? Suman, TV đã nói chuyện với con bé, phải không? Vậy thì tại sao con bé lại không phản ứng gì cả? Để em hỏi thử xem sao. Sanchi, hôm nay ngày làm việc của con thế nào? Bình thường thưa bà. Sao ạ? Có chuyện gì xảy ra ở đó không? Không ạ. Có ai đến văn phòng không con? Vâng, có nhiều người đến lắm ạ. Ông Yada, thợ cơ khí, cả luật sư Ga và một số người khác cũng đến. Sao ạ? Còn ai nữa không? Người mà hai bà muốn con gặp mặt sẽ đến vào ngày mai đúng chứ? Con biết rồi sao? Vâng. Người mai mối hôn nhân của bà đã nói cho con nghe rồi. Người mai mối hả? TV của bà đó. Vậy là con sẽ gặp cậu ấy phải không? Con sẽ chỉ gặp anh ấy thôi. Tốt quá rồi. Ý con là làm ơn, đừng nghĩ điều gì xa xôi quá ạ. Con không thể chịu đựng được khi thấy khuôn mặt buồn bã của hai bà đâu. Nha. Vậy thì chụp ảnh khuôn mặt chúng ta bây giờ và để nó trước mặt con đi. Sao ạ? Vì chúng ta có ánh sáng của niềm hy vọng trên khuôn mặt của chúng ta ngay bây giờ. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra vào ngày mai, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng rằng con cũng có thể được lập gia đình. Cậu ấy là em họ của ta, Rishi, người mà ta muốn con gặp đó. Vâng. Rất vui được gặp em. Tôi cũng vậy. Không, ông Yada, từ này là không đủ đâu ạ. Ít nhất phải có 1,000 cái mới đủ. Đây đều là những vật dụng hàng ngày thôi, mọi người khẩn trương lên nhé. Được rồi. Đây là sao hả? Tôi yêu cầu anh đặt hoa hồng và hoa nhài. Sao anh lại cắm cúc dạng thọ ở mọi nơi chứ? Đây cũng là hoa cúc dạng thọ. Cô à, ngoài chợ bây giờ chỉ bán mỗi hoa này. Hình như chưa ổn đâu. Cái bảng này chưa thẳng. Chú ơi, để con làm cho ạ. Giữ giùm con nha. Chú ơi,
Con có nên quấn vòng hoa quanh nó không? Đưa cho con cái vòng hoa đi ạ. Uống một ít nước chanh đi. Nắng nóng thế này cần được giải nhiệt đó. Lát nữa tôi sẽ uống. Để tôi treo vòng hoa lên đây đã. Làm ơn đưa cho tôi cái vòng hoa đó đi, Divi. Không phải cô thuê những người này làm việc đó sao? Để họ làm đi. Còn cô mang xuống đây. Divi, nó ở ngay đằng sau cậu mà. Vui lòng đưa nó cho tôi đi. Không. Được rồi, tôi sẽ tự mình lấy nó. Tránh ra. Ngoài trời nắng quá, vào trong nhà thôi. Được rồi, nhưng hãy để tôi treo cái vòng hoa này lên đã chứ. Này anh, nếu anh không treo nó lên, tôi sẽ trừ tiền công đó. Đừng lo lắng thưa cậu, tôi sẽ làm ngay. Sanchi, tôi nghĩ cô nên để mấy chuyện này cho bọn họ làm đi. Và cô cần giữ sức để làm những chuyện mà ngoài cô ra không ai làm được kìa. Việc gì? Giống như chào đón các vị khách tối nay. Đặc biệt là những người đến đây chỉ để gặp mặt cô đó. Không chỉ làn da của cô sẽ bị rám nắng, mà sức khỏe của cô cũng bị xấu đi nữa. Không phải tối nay ông chú đó sẽ đến gặp cô sao? Mắc cười ghê. Tôi sẽ để cậu bầu bạn với anh ấy. Được chứ? Tại sao không? Này, này bà chủ, có phải thần linh đang mang phước lành cho chúng ta bằng cách cho chúng ta tắm bằng hoa như thế này không? Dừng lại đi. Cô Sanchi à, tôi ở đây. Nghe này, đưa phần mực henna còn dư cho tôi nha. Chị định dễ henna ở tuổi này sao? Chị định dễ nó cho em đó. Em không muốn dễ đâu chị ơi. Chị dễ đi. Đây không phải là đám cưới của chị thì sao? Để chúng ta dùng mực henna còn sót lại của cô dâu để dễ cho người nào thì người đó sẽ kết hôn sớm. Chúng ta sẽ dùng mực henna này dễ cho Sanchi được chứ? Ừ ha, đây là ý tưởng không tồi ha. Dân, tôi sẽ hỏi lại và xác nhận với anh nha. Được chứ? Bà ơi, người cung cấp thực phẩm đã gọi. Anh ấy đang hỏi liệu Sanchi, tại sao con vẫn chưa chuẩn bị gì vậy hả con? Con sẽ chuẩn bị sao ạ? Con còn nhiều việc phải làm lắm bà ơi. Chứ dù sao thì dì Savita cũng đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Sanchi, hay là chạy đi, cậu qua nhà của mình. Ở đó cậu có thể thoải mái chuẩn bị đó. Đi đi con à, sắp tới giờ rồi đó. Con sẽ chuẩn bị sao? Không sao đâu. Cha mẹ của Sunil chắc đang trên đường tới đây đó. Mau đi đi, cầm chìa khóa này. Ok. Được rồi, giúp con nói chuyện với người cung cấp thức ăn nha. Để bà lo cho, con đi đi.
Sanji, khuôn mặt của cô rất đẹp. Nếu như cô bới hết tóc lên, mặt cô sẽ càng nổi bật. Với kiểu tóc này, cái nét đẹp sẵn có của cô sẽ càng tỏa sáng. Nếu cậu xong rồi thì đi thôi. Bố mẹ Sunil chắc đang trên đường đến đây rồi đó. Chúng ta phải đi nhanh lên, đi nào. Nào đi thôi. Nghe này, có rất nhiều việc, cho nên cậu phải giúp tôi nha. Và đừng để bị phân tâm bởi các cô gái xinh đẹp đến tham dự nghi lễ mehendi đó. Đi nào. Sao vậy, cậu còn quên gì sao? Được rồi, vậy thì đi thôi. जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहे Không sao đâu, không có ai nhìn hết. Tôi sẽ nhớ em ấy rất nhiều. Tôi biết mình không nên khóc. Cô có thể khóc. Nếu như cô thấy muốn khóc thì cứ khóc. Đôi khi cô cũng nên lắng nghe trái tim của mình nữa. Cảm ơn. Mọi người ơi, nhanh lên, chú rể đến rồi. Đi thôi. Nhanh lên. Raji, đội lên giúp em.
Đi thôi bà ơi, họ đến rồi, nhanh lên. Cẩn thận, từ từ thôi. Namaste, namaste. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người hôm nay. Đây, cảm ơn. Đây là chú của Sunil. Anh trai của anh ấy. Và đây là thím của Sunil. Namaste. Và đây là anh vợ của tôi. Là anh trai của vợ tôi. Namaste. Mời mọi người vào. Có phải người mà cô nói sẽ đến gặp Sanchi là người đó không? Anh ấy. Đúng. Không. Anh ấy là anh trai của con. Còn người mà con nhắc đến với bác là em họ của con à? Vậy thì cậu ấy đâu rồi? Chắc là cậu ấy cũng sắp đến rồi. Con nghĩ là cậu ấy đang bận họp gì đó. Xin mời vào. Dừng lại, dừng lại. Anh đi đâu vậy hả? Anh chị, cấm không được nhìn thấy cô dâu trước lễ cưới. Tại sao? Để chú rể không bị bất tỉnh khi vẻ đẹp đỉnh cao của cô dâu. Có mẹ chú rể ở đây để xử lý chú rể mà. Mau đi đi con. Đi dễ Henna lên tay đi. Henna. Đúng. Trong nền văn hóa của Magwadi của chúng tôi, ngay cả chú rể cũng phải dễ Henna lên tay. Đi đi con trai, nhanh dễ Henna lên tay con đi. Đi đi. Ta có thể gặp cô dâu được không hả? Tất nhiên rồi bác. Ban phước cho con. Bây giờ thì nhìn con và dáng cô dâu hẳn rồi đó. Ngồi xuống đi. Đây là em họ của ta, tên Rishi, là người mà ta muốn con gặp đó. Dân. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Cậu không nghĩ là chú rể đã từ bỏ việc đòi nhìn cô dâu quá dễ dàng sao? Không, cậu ấy không bỏ cuộc. Cậu ấy rất thông minh đó. Chắc hẳn cậu ấy đã nhìn vào chị gái của cô dâu và hiểu rằng cô dâu chắc hẳn trông cũng xinh đẹp giống như chị gái của mình. Cậu là luật sư mà, hèn gì lúc nào cậu cũng có sẵn câu trả lời cho mọi gì. Sanji à? Dân à, tôi qua bên đó. Tôi không có câu trả lời nào cả. Giờ đầu tôi chỉ có câu hỏi thôi. Sanji. Dân ông Yada, người bán kem đã ngừng cung cấp kem giữa các nghi lễ. Làm sao anh ấy làm vậy được chứ? Để cậu đi nói chuyện rõ ràng. Xin lỗi, xin lỗi. Có vấn đề gì vậy? Tại sao anh lại ngừng cung cấp kem?
Sao vậy cô Sanji? Cô đang tìm kiếm cái gì vậy? Có phải cô đang tìm ông chú già đó không? Sanji, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy anh ấy rồi. Anh ấy có phải là một trong số họ không? Sanji, tôi chắc chắn cô sẽ thích người này. Người hói đầu kia kìa. Chào. Trông được đó nha. Vivi, tôi đã làm mất chiếc bông tai của mình. Không biết là tôi đánh rơi ở đâu nữa. Thôi để tôi tháo cái này ra luôn cho rồi. Để đó đi, đeo lên mới đẹp chứ. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm kiếm nó. Xin lỗi. Có phải cô đang tìm cái này không? Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà anh thấy nó ở đâu vậy? Tôi không biết mình đã đánh rơi nó ở đâu. Cảm ơn nha. Nó bị dướng ở trên vai của tôi khi cô va vào tôi lúc nãy. Ồ dân, tôi xin lỗi anh. Đừng như vậy. Niềm vui hoàn toàn thuộc về tôi còn gì. Cảm ơn. Xin thứ lỗi. Đến rồi sao? Chào chị. Em bị kẹt ở đâu vậy hả? Em xin lỗi chị, em có chút việc bận. Không sao đâu. Em đã gặp Sanji rồi sao? Chị muốn em gặp cô ấy đó. Em mới vừa gặp cô ấy thôi. Sanji, đây là em họ của ta tên Rishi, là người mà ta muốn con gặp đó. Dân. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Tìm kiếm nó. Nhưng mà xin lỗi, có phải cô đang tìm cái này không? Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà anh thấy nó ở đâu vậy? Tôi không biết mình đã đánh rơi nó ở đâu. Cảm ơn nha. Nó bị dướng ở trên vai của tôi khi cô va vào tôi lúc nãy. Ồ dân, tôi xin lỗi anh. Đừng như vậy. Niềm vui hoàn toàn thuộc về tôi còn gì. Cảm ơn. Xin thứ lỗi. Đến rồi sao? Chào chị. Em bị kẹt ở đâu vậy hả? Em xin lỗi chị, em có chút việc bận. Không sao đâu. Em đã gặp Sanji rồi sao? Chị muốn em gặp cô ấy đó. Em mới vừa gặp cô ấy thôi. Sanji, đây là em họ của ta tên Rishi, là người mà ta muốn giới thiệu với con đó. Dân. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Mau vào trong đi. Hai bà của Sanji đang rất mong được gặp em đó. Đi nào. Dân đi thôi. Mời vào nhà. Bà nội, bà ngoại, đây là em họ của con, Rishi. Con đã nói với hai bác về cậu ấy đó. Namaste. Được rồi, thần linh ban phước. Thật sự rất vui khi được gặp con. Con cũng vậy à. Đây là Avat. Xin chào, rất vui được gặp anh. Vivi, đó là Rishi phải không? Anh ấy thật dễ thương. Anh ấy thật đẹp trai. Sanji thật may mắn. Rishi này lịch lãm quá đi. Oh my God.
Thần Linh ơi, đợi tôi một chút. Chào, chào. Tôi là bạn của Sanchi, Diosa. Mọi người thường trìu mến gọi tôi là Dips. Rất vui được gặp cô. तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम सुल्फों के काले बादल को मेरा सलाम तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम सुल्फों के काले बादल को मेरा सलाम Tôi xin lỗi. Đợi đó đi anh, tôi sẽ dọn chúng. Ivy, cậu có sao không? Cái gì? Ivy. Cậu không sao chứ? Anh à, anh nên cẩn thận chứ. Xin lỗi cô Sanchi. Thực ra thì là lỗi của tôi. Tôi đã bị phân tâm. Tôi đã không để ý đụng vào anh ấy. Để đó đi, anh ấy sẽ dọn nó. Không, tôi là người có lỗi mà. Ivy, thần linh ơi, tay cậu bị chảy máu rồi kìa. Nào để tôi bôi thuốc cho. Không, tôi không sao. Đi thôi Ivy, mau đứng dậy đi, nhanh lên. Tôi có thể giúp chứ. Không, không sao đâu. Đi nào, để tôi bôi thuốc mỡ. Nhanh lên. Đi nào. Đi nào. Không sao đâu, tôi ổn mà. Ổn gì chứ, cậu đang chảy máu rất nhiều đó. Ngồi đây đi. Để tôi mang hộp sơ cứu tới.
Nhìn vết thương đi. Đáng lẽ cậu phải cẩn thận chứ. Nó đang chảy máu rất nhiều đó. Sanji, tôi không phải là một đứa trẻ nữa đâu. Tôi đã cẩn thận. Nếu tôi không nhìn thấy, tôi sẽ không bị tổn thương. Đầu tiên là cậu mắc sai lầm, còn giờ thì cậu lại cãi lời tôi. Thôi nào, để tôi sát trùng cho cậu. Sanji, để mình làm cho, cậu xuống dưới đi. Không, không sao đâu, để mình làm được rồi. Sanji làm ơn, cứ để đó cho mình, cậu mau xuống nhà đi. Cậu còn phải ở đó để tiếp khách nữa chứ. Cô cứ xuống nhà đi, cô Sanji. Yves nói đúng đó. Cô phải ở dưới đó. Có rất nhiều người đang chờ đợi cô. Xin hãy đi đi. Cô ấy sẽ băng bó cho tôi. Sẽ ổn mà. Nhưng Yves à, hãy sát trùng đúng cách nha. Có đầy đủ dụng cụ ở đây. Dân Sanji, mình biết cách làm mà. Được rồi. Đi đi, cậu có ổn không? Gì đây hả? Cậu của con hoàn toàn bị hất hồn mất rồi. Cậu có khỏe không? Con hoàn toàn ổn. Nhưng có vẻ cậu không ổn chút nào. Khi nào thì con quay lại Mỹ? Con đã nghĩ là con sẽ rời đi tuần này sau đám cưới của Sunil. Nhưng bây giờ thì có vẻ như con sẽ phải tham dự một đám cưới khác trước khi rời đi đó. Con trở nên lém lỉnh quá rồi đó. Đừng có tào lao nữa. Được rồi, nói con nghe đi. Gì hả? Cậu có thích người mà mẹ con chọn cho cậu không? Sự lựa chọn của mẹ con luôn tuyệt vời. Vậy sao? Để con kể cho mẹ nghe. Không, qua đây. Không được nói gì với chị ấy. Cậu sẽ tự nói chuyện với mẹ con. Được rồi, đi đi. Vậy thì, cậu ơi, tránh ra đi. Nếu không chú sẽ bị mất hồn đó. Cái con bé này. Đây. Đợi một lát. Mọi người uống trà đi. Cậu quay lại ngay. Namaste. Em biết hai người sẽ đến mà. Cảm ơn rất nhiều. Qua đây một chút. Để em giới thiệu hai người với ba mẹ của Sunim. Đây là anh trai con, Pradeep, và vợ anh ấy. Cô ấy là vợ của con. Để em giới thiệu anh với mọi người. Bác gái à? Bác gái, đây là anh trai con, Pradeep, và chị dâu của con. Đây là mẹ của Sunil. Sunil, chị gái của Sunil. Và đây là cậu của em ấy, Rishi. Namaste. Chào. Rất vui được gặp cậu. Người phục vụ muốn biết bây giờ bắt đầu phục vụ thức ăn được chưa? À, để chị đi hướng dẫn họ sắp xếp đồ ăn. Anh đói lắm rồi đó. Sunil, giờ anh chưa thấy ăn đâu. Tại sao? Rachi đã ăn chiên. Anh không định ủng hộ chị ấy sao?
Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng giờ thì phải ủng hộ mẹ con. Rachi, có thể con không ăn, nhưng con có thể phục vụ đồ ăn không? Sao hôm nay con không làm đồ ăn cho Sunil đi? Nhân tiện, em có biết không, cậu của anh là một phi công có bằng cấp đó. Phi công? Con cũng muốn làm phi công. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bất cứ khi nào con muốn lời khuyên, cứ nói với ta. Được chứ? Dân ạ. Rishi sẽ khiến cho cô và gia đình cô hạnh phúc. Sanchi, đáng lẽ tôi phải vui khi thấy cô hạnh phúc, nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui chút nào vậy? Hả Sanchi? Đi thôi Sanchi. Tại sao cô không xõa tóc ra? Như vậy trông sẽ đẹp hơn đó. Rachi con à, con phải để ý màn che đầu nha. Đừng để nó tuột khỏi đầu con đó. Cúi hết cỡ để chạm vào bàn chân, chứ đừng chạm vào đầu gối. Đây là bà nội chồng của mẹ. Chạm vào chân bà ấy đi. Ban phước cho con. Cô ấy có phải là chị gái của cô dâu không? Dân, xin chào. Sanchi, giới thiệu bà ấy với gia đình con đi. Dân, chắc chắn rồi. Xin hãy đi theo con. Đi thôi. Qua đây ạ. À. Bà nội, bà ngoại. Đây là bà nội của bác gái ạ. À. Chào mọi người. Dì ấy là Unka. Dì ấy là hàng xóm. Dì cũng giống như người nhà ạ. À. Namaste. Cô ấy là Disha, hàng xóm. Và là một trong những người bạn thân nhất của con. Con chào bà. Thực ra có thể trông con bự con hơn Sachi. Nhưng trong trái tim con thì con trẻ hơn cô ấy đó ạ. À. Vậy còn cậu kia là anh? Cậu ấy là DB. Cậu ấy cũng là hàng xóm của nhà con à? Namaste. Tuyệt vời. Gia đình con dường như có nhiều hàng xóm hơn cả người nhà nhỉ? Đúng vậy đó. Mà Sanchi à, có vẻ như con thật sự rất thân thiết với những người hàng xóm ha. Tôi sẽ quay lại ngay. Bà ơi, để con làm cho. Không con à, để bà làm. Nào ngồi xuống ăn đi. Được rồi, ngồi xuống và ăn đi.
Ủa, tại sao hai bác lại phục vụ đồ ăn? Được rồi, hai bác mau ngồi xuống ăn đi. Này, chúng ta là gia đình cô dâu mà, chúng ta sẽ ăn sao? Bác ơi, bây giờ bác là người của gia đình chúng ta rồi, vậy là con cũng đến từ phía nhà cô dâu. Cho nên hãy ngồi xuống ăn cùng mọi người đi. Con sẽ phục vụ đồ ăn nha. Nào ngồi đi. Nhưng mà ngồi đi ạ. Mau ngồi xuống. Thêm không ạ? À? Nhìn kỹ chị, em đã nói với chị rồi mà, rằng thần linh chắc chắn sẽ để dành điều tốt nhất cho sanh chi của chúng ta. Nhìn đi. Đủ rồi con trai à. Cậu của con, bây giờ cậu Kim luôn việc phục vụ sao ạ? Tuyệt vời. Cậu đang tích công đức thôi. Con nhớ nha, phục vụ cho những người lớn tuổi là hình thức tốt nhất của việc tốt đó. Rishi. Được rồi, giờ để tôi phục vụ. Anh ngồi đi. Sao chứ? Ngồi xuống đi con. Nào mau ngồi đi. Bác nói nên con mới ngồi nha. Sanh chi, để tôi giúp cô phục vụ đồ ăn. Tôi có thể làm điều này mà. Nào ngồi xuống nhà ăn đi. Không sao mà, tôi sẽ ăn sao? Tại sao lại ăn sao? Qua đây ngồi đi, cậu cũng là khách mà. Đúng đó con, qua đây đi. Qua đó ngồi đi. Mau ngồi xuống. Ngồi đây đi. Tay của cậu sao rồi? Tôi mong là nó đỡ đau rồi. Tôi ổn mà. Chàng trai à, con làm nghề gì vậy? Con có một doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ? Ta nghe nói con có một doanh nghiệp lớn đó. Một số người có thể gọi nó như vậy, nhưng nó nhỏ thôi à. Và bà biết không, cậu ấy là một phi công có bằng lái hẳn hoi đó. Cậu ấy đã từng học tại trường đào tạo phi công mà còn đang muốn theo học. Tuyệt vời. Từ giờ nó sẽ bám theo con cho mà xem. Không sao đâu bác, con có thể xử lý được cậu ấy. Cậu bé này sẽ phải cắt mái tóc của mình thì mới có thể thành phi công được. Né ra đi, DB. Anh có phải là phi công chuyên nghiệp không? Có, tôi lái máy bay. Tùy. Né ra chút đi. Anh còn sở thích nào khác không? Tôi thích chơi golf. Gibbs, qua đây ngồi đi. Tôi sẽ ngồi bên đó. Ok. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Sanchi con à, sau khi tiệc kết thúc, hãy dẫn Rishi đi tham quan nhà chúng ta nha. Được chứ. Vâng à. Cái kia, cái này nè, cái đó dành cho ông nội. Còn cái này là của ba chồng Rachi. Con quên đưa cái đồng hồ chúng ta mua cho Sunil mất rồi. Được rồi, con sẽ đi lấy nó ngay. Cẩn thận Sanchi, nếu cô bị tổn thương, cô sẽ phải gặp khiển trong điệu nhảy của mình đó. Có sao đâu, tôi sẽ không phải nhảy múa nữa. Dù sao thì cậu cũng là một vũ công tuyệt vời. Cậu cũng có thể nhảy cho tôi xem đúng không nào? Không hẳn đâu, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô, nhưng không nhảy nữa. Đó chính là hạnh phúc của cô mà. Tôi không thể chia sẻ nó. Thật triết lý, triết học. Và tôi hả? Không xanh chi. Có một người là chuyên gia trong lĩnh vực này đó. Sao chứ? Cậu đang nói gì ai vậy? Cô không nghĩ vậy sao? Thật hả? Vậy thì cho qua chuyện này đi. Cậu đang nói về chuyện gì mới được chứ? Thôi bỏ đi. Vivi, nói cho tôi biết đi. Rishi, người đến đây để gặp cô đó. Chẳng phải anh ấy quá ngọt ngào sao? Anh nói chuyện hết sức dễ nghe, còn hài hước nữa. Cô không nghĩ vậy sao? Không hẳn đâu. Thực ra tôi cảm thấy anh ấy thật sự lịch sự và tốt bụng. Anh ấy là một chàng trai tốt đi Vi. Và anh ấy cũng khá là đặc biệt đó. Chính là những gì tôi đang nói đó. Anh ấy không biết ai cả, nhưng anh ấy hành động như thể anh ấy rất quen thuộc với mọi người phải không? Vậy mới tốt đó. Có vấn đề gì hay sao hả? Cậu đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì vậy? Bây giờ tôi cần phải đi xuống. Mọi người chờ tôi. Xuống dưới nhanh lên. Thật là một nơi thanh bình. Nếu không ai nói chuyện thì chắc chắn sẽ rất yên tĩnh đó. Cô đã sắp xếp một bữa tiệc tuyệt vời lắm đó. Cảm ơn. Sau rất nhiều năm rồi, chúng tôi mới lại chuẩn bị một sự kiện hoành tráng như vậy. Tuyệt vời. Vì vậy, điều này đánh dấu sự khởi đầu. Từ giờ sẽ có thêm nhiều buổi lễ giống như vậy nữa. Anh thấy đồ ăn như thế nào hả? Chúng tôi đặc biệt làm món ma qua đi để tiếp đãi gia đình anh đó. Khá ngon, tôi thích lắm. Cảm ơn. Tôi đã học được rất nhiều điều về truyền thống của người Marwari trong những ngày gần đây. Như vậy rất tốt. Cô sẽ không bị bỡ ngỡ sau khi kết hôn. À, ý tôi là cô sẽ phải làm quen với gia đình chồng của Rachi mà. Đúng chứ? Ta đi thôi. Vâng.
चलें। डी नाउ। बीबी बीबी चलो ता डी थोई चलो nhanh lên xanh chi sachi ये तुम्हारे tại sao cô không xõa tóc ra trong sẻ xinh đẹp hơn đó ये डीवी डीवी có vẻ là một chàng trai thực sự thú vị. Cậu ấy là người đàn ông của gia đình chúng tôi. Cậu ấy đã nhanh chóng trở thành người thân của hai bà tôi. Cậu ấy gọi vui họ là bạn gái của mình và chịu đựng cơn giận dữ của họ cả ngày. Đó là công việc của bạn trai mà, chịu đựng được cơn giận dữ của bạn gái. Đi vi anh ấy thật dễ thương, thật ngọt ngào, phải không? Sanh Chi, tôi nghĩ nên nói chuyện này với cô. Thật ra thì tôi không thích ăn dâu tây đâu. Nhưng tôi đã nghe rất nhiều lời khen ngợi về mức dâu của cô. Có vẻ như tôi phải thay đổi sở thích của mình rồi đây. Tôi cũng muốn nói với anh điều này. Cứ nói đi Rishi. Gia đình tôi, trang trại của tôi, trách nhiệm của tôi, những điều này thật sự rất là quan trọng đối với tôi. Tất nhiên là phải như vậy. Buổi tối hôm nay thuộc về Sunil và Raji. Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn, chứ không phải hôm nay. Chúng ta sẽ chọn một buổi tối thật đẹp và nói chuyện nhiều để hiểu nhau hơn. Được chứ? Đi thôi. Sanh Chi, nhưng có một điều tôi muốn nói với cô từ tối tới giờ. Điều gì? Tại sao cô không xõa tóc ra? Trông sẽ xinh đẹp hơn đó. Ý tôi là cô đã đẹp sẵn rồi, nếu xõa tóc ra thì càng đẹp hơn nữa. Đi thôi. Sanh Chi cứ để đó, nó trông rất tuyệt. Như vậy cũng đẹp mà. Tại sao cô không xõa tóc ra? Trông sẽ xinh đẹp hơn đó. Ý tôi là cô đã đẹp sẵn rồi, nếu xõa tóc ra thì càng đẹp hơn nữa.